Như vậy phải rồi. Này thì chúng ta nhấp vào. Thì mình chọn này luôn, không không chọn thủ công nữa. Big zone. Tạo hai cái zone này thôi. Thì chúng ta có thể bỏ dấu chọn này mà chúng ta biết. Thì mình chỉ muốn hạn chế lại. Tại vì mình biết những cái element ở trong khu này rồi thì mình muốn hạn chế vậy luôn. Đây. Mình sẽ chọn cái mask name đó. Rồi mình muốn copy cái mask của cái zone. Tại vì mình đặt cái mask là cái tên zone rồi, mình muốn copy vào cái nút được tạo để mình biết là zone nào. Tao muốn hiện tại cái bộ này đi. Rồi tới đây thì mình nhấn run thôi. Thì nó tạo xong rồi. Ok, cái thông báo này thì nó sẽ có cái mục report này, nó sẽ xem thì đây nó báo tắt cái file link đi để mình nhìn thấy cái... đây thì nó sẽ cắt và nó sẽ copy những cái biến mà mình tạo này. Biết cái những cái biến mình chọn với bên cái tạo biết mình chọn và nó sẽ có cái volume mới của cái đối tượng đó. Đây. Mình sẽ apply on luôn. Rồi. Chạy xong thì nó có report hết, tắt cái file lên đi. Ok rồi. Thì đó là cái chức năng này, thì mình sẽ nhắc lại chức năng này dùng để chúng ta chúng ta thống kê theo zone. Ví dụ như zone này zone A2 thì chúng ta sẽ thống kê được cái zone A2 đó là floor của A2 là bao nhiêu. Sorting theo mark. Ok đó, thì là sẽ ra khối lượng mình muốn. Thì đó là mục đích của cái chức năng này là gì. Thì ở đây thì mình đã giới thiệu xong.